30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới Nhất. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo Thời báo Hoàn Cầu, thảm kịch xảy ra hôm vừa qua trong một cuộc thi marathon đường núi ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Hãng Tân Hoa Xã đã xác nhận có tổng số 172 người tham gia cuộc thi chạy marathon trên quãng đường núi 100 km ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Trong đó 21 người đã thiệt mạng và 8 người khác phải nhập viện, nhưng tình trạng đã ổn định. Cuộc chạy Việt dã cuối tuần đã trở thành một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong danh sách những người tử vong có Liang Ling, Hoàng Yuan Jin, hai vận động viên chạy Việt dã hàng đầu của Trung Quốc. Yang Su Chen, thị trưởng thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, nơi thảm kịch xảy ra đã gửi lời xin lỗi tới các gia đình các nạn nhân. Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc China News, Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc có đề cập trong bản tin thời tiết quan trọng nhất phát ngày hôm trước rằng vào ngày mai tỉnh Cam Túc có gió mạnh và dông, nhiệt độ giảm và có mưa, đồng thời lưu ý người dân chú ý đề phòng mưa lớn, mưa đá, sét, gió giật mạnh. Sáng ngày hôm sau khi thảm họa xảy ra, China liên hệ với Cục Khí tượng huyện Thành Cái để xác nhận được cơ quan này là đơn vị phụ trách cung cấp thông tin thời tiết phục vụ cho giải Bun Chai Chai ở địa phương. Theo đó, đơn vị này đã được gửi thông điệp cập nhật riêng biệt về điều kiện thời tiết ở địa điểm cuộc thi đến ban tổ chức sự kiện. Theo đó, những thông tin được cập nhật bao gồm dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất, cấp độ gió nhưng lại hoàn toàn không có thông tin về khối không khí lạnh xâm nhập. Đây được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử của thể thao Trung Quốc. Khối không khí lạnh xâm nhập bất ngờ gây ra mưa đá và gió mạnh khi cuộc đua đã được bắt đầu và đi vào chặng đua khó khăn nhất. Thời điểm tập kết CP2 đến CP3 trước khi điều kiện thời tiết cực đoan, chặng đua này biến thành chặng đua tử thần, cướp đi sinh mạng của 21 tuyển thủ, trong đó có những nhà vô địch của môn chạy đường dài Trung Quốc. Vậy tại sao cả Cục Khí tượng lẫn ban tổ chức đều không có ký thông tin về khối không khí lạnh xâm nhập chết người này? Theo Cục trưởng Cục Khí tượng huyện Cảnh Thái, Lưu Yên Tu, đoạn đường đua mà các tuyển thủ gặp nạn nằm trong khu vực của thắng cảnh Hoàng Hà – Thạch Lâm là khu vực hầu như không có người dân sinh sống, nên đây là phạm vi dự báo thời tiết dài ngày. Những hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột khi khối lượng không khí lạnh xâm nhập không nằm trong trạng thái theo dõi thời tiết nên sẽ không được cập nhật. Một trong những vấn đề xảy ra với cơ thể khi bị hạ thân nhiệt, đấy là tạo ra ảo giác. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thảm thương của 21 vận động viên Trung Quốc. Ngay cả bản thân Lương Cảnh, người đã chinh phục thành công cuộc thi lớn nhỏ với thể lực cực kỳ sung mãn và kinh nghiệm thường thừa, không thể tránh khỏi kết cục đau xót. Theo lời kể của Lâm Áo, vận động viên trực tiếp phát hiện và tham gia cứu hộ Lương Cảnh, vận động viên hàng đầu Trung Quốc này chết vì rét sau khi bị ngã trên đường đua. Thời tiết cực đoan khiến hầu hết các vận động viên đều phải quay đầu trước khi đến lượt CP3. Đây là con đường dốc đứng, khi lên đã khó, đi xuống lại càng khó. Khi cơ thể bị hạ, thân nhiệt sẽ phát sinh ảo giác. Các vận động viên nghĩ mình vẫn đi đúng đường, trong khi đó lại bước chệch đường và rơi xuống vực. Đường đua ở đây rất nhỏ, chỉ rộng khoảng 50 cm, nên trong tình trạng mất sức, không tỉnh táo kèm theo ảo giác, thảm họa xảy ra là điều khó tránh khỏi. Với những vận động viên hàng đầu như Lương Cảnh, dẫn sức khỏe tốt nhưng không thể kiểm soát được ảo giác phát sinh từ hạ thấp thân nhiệt cùng với quan niệm phải đi cho ấm người, nằm lại giữa cái rét, chết rét nên từng bước đi trên con đường tử thần. Trong thảm cảnh này, các lực lượng cứu hộ được triển khai cực nhanh, với số lượng lớn song song công tác tìm kiếm lại cực kỳ khó khăn khi đa số những trường hợp tử vong đều rơi trạch ra ngoài đường đua. Rất nhiều vận động viên được tìm thấy khi đang nằm hôn mê trên đường, cá biệt có người hôn mê gần 3 tiếng và sau đó được cứu sống. Song với những người ngã ra khỏi đường đua về ảo giác, công tác tìm kiếm cứu hộ trở nên cực kỳ khó khăn, dẫn đến số lượng tử vong nhiều kỷ lục. Trả lời phỏng vấn trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một người sống sót đã nói nhà chức trách không hề thông báo về nguy cơ thời tiết xấu cũng như giá rét bất ngờ ập đến. Người này nói với anh vẫn cố gắng chạy tiếp vì thời tiết xấu, đi trên đường anh nhìn thấy từng người một ngã xuống, ngay cả những vận động viên có kinh nghiệm. Vận động viên giấu tên nói anh cố gắng chạy tiếp vì nghĩ đến khoản phí tham gia là 1.600 nhân dân tệ, tương đương là khoảng 5,7 triệu đồng. Khi nghĩ lại về lúc đó tôi chỉ muốn tự trách mình. Người này nói trong một đoạn đường chạy, các vận động viên phải leo lên độ cao 1.000m trong những quãng đường 8 km, mặt đường dày đá, bùn đất trong khi bầu trời âm u, gió mạnh, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Người này nói rằng từ đoạn đó chỉ có một đoạn đường lên chứ không có đường xuống, cung đường đó khó đi đến mức xe máy cũng không leo lên được. Ngoài sống sót kể lại rằng khi không còn có thể đứng vững vì giá rét, tôi cố gắng tìm nơi ẩn nấp lấy một chiếc chăn mỏng để giữ nhiệt nhưng bị gió thổi bay. Tôi thấy chăn của những người khác bị gió xé thành nhiều mảnh, vận động viên này nói. Anh có lúc không còn cảm giác nhận thấy tay chân, lưỡi cũng tê cứng, may mà tôi vẫn có thể trèo xuống nếu không đã chết vì hạ thân nhiệt. Người này nói ngoài việc bị hạ thân nhiệt, một nạn nhân tử vong do chấn thương sau khi ngã trên cao xuống mà không việc gì. Một người sống khuất khác cho biết đây không còn là cuộc chạy Việt dã nữa rồi mà là cuộc chiến sinh tồn. Người này nói mình cảm thấy may mắn khi vẫn có thể sống sót trở về.
vỡ đập ở thành phố Hulupun, Nội Mông, phía bắc Trung Quốc xảy ra do mưa lớn vào cuối tuần qua. Hai con đập ở hồ chứa Yongan và Sinfa tại kỳ tự trị dân tộc Dao Morin, Dawa Holunbo, khu tự trị Nội Mông bị vỡ hai ngày trước, khi mực nước sông Lumin tiếp tục dâng cao vì mưa lớn. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin vụ vỡ đập ảnh hưởng tới 16.660 người, làm ngập 21.708 ha đất nông nghiệp và phá hủy 22 cây cầu, 124 cống và 15,6 km đường cao tốc. Đến 20 giờ đêm cùng ngày, Cơ quan Quản lý Phòng chống lũ lụt quốc gia Trung Quốc đã ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp địa phương. Trước vụ vỡ hai đập ở Nội Mông, người dân địa phương đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Chưa có thông tin về thương vong cho tới thời điểm tin tức được đăng tải. Thời báo Hoàn Cầu cho hay đỉnh lũ đã qua và những thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tổng dung tích nước từ hồ chứa nước có hai con đập bị vỡ là 46 triệu mét khối. Theo bộ này, lượng mưa ở Hulunbuir vào cuối tuần trước ở trung bình 87mm và nhiều nhất là 223mm tại trạm quan trắc Morindawa. Đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong những con đập vỡ bị nước cuốn trôi hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ lụt, sản xuất điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển. Hơn 80% hồ chứa trong số này có tuổi đời từ 4 thập kỷ trở lên. Lũ lụt nghiêm trọng gây ra vụ nổ ở nhà máy nhôm Trung Quốc. Vụ nổ lớn tại một nhà máy nhôm bị ngập ở miền Trung Trung Quốc đã được camera ghi lại. Newsweek đưa tin, đoạn phim của camera ghi lại cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng quả cầu lửa bao trùm một nhà máy hợp kim nhôm ở miền Trung Trung Quốc. Nhà máy phát nổ tại các lúc khu vực này đang trong cảnh lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền thành phố Đăng Phong thuộc tỉnh Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cho biết, vụ nổ này xảy ra vào lúc 6 giờ sáng 20 tháng 7 tại một công ty hợp kim nhôm ở thị trấn Cảo Thành, thuộc sở hữu của tập đoàn Đăng Phong Power. Trước đó vào khoảng 4 giờ sáng, sông Dinh gần đó đã bị vỡ bờ gây lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ tràn tới nhà máy làm sập các bức tường xung quanh, sau đó tràn vào các bể hợp kim chứa dung dịch nhiệt độ cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ. Theo nhà chức trách, không có thương vong hoặc người mất tích nào được báo cáo đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Theo giờ địa phương, do các công nhân đã được cho sơ tán từ sáng sớm để tránh nguy cơ ngập lụt, nhà máy hiện đã đóng cửa. Công tác xử lý hậu quả vụ việc đang diễn ra một cách có trật tự. Theo tuyên bố từ chính quyền địa phương, vụ việc nghiêm trọng diễn ra trong bối cảnh những trận mưa như chút nước tiếp tục rội xuống khắp các vùng trên toàn Trung Quốc. Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam mô tả các cơn mưa lớn gần đây đã vượt qua các con số kỷ lục trong lịch sử. Trong 3 ngày liên tiếp, tính đến 11 giờ sáng ngày hôm sau, các khu vực của tỉnh Hồ Nam đã ghi nhận lượng mưa lên tới 51cm, riêng ở Đăng Phong là 29cm. Theo dữ liệu của cơ quan khí tượng Hà Nam, hôm qua văn phòng thời tiết đã đưa ra cảnh báo mưa lớn màu vàng nhưng sau đó nhanh chóng tăng cấp lên mức màu đỏ cho 2 ngày tiếp theo. Trận lở đất ở khu vực đồi núi Mộc Chuyện ở Hồ Bắc phá hủy 3 ngôi nhà, chôn vùi 9 người sớm nay. Chính quyền thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã điều động 8 xe cứu nạn, 48 tỉnh cứu hỏa đến hiện trường lở đất tại thôn Viên Sơn, huyện Hoàng Mai, ngoại ô thành phố. Hiện chưa rõ tình hình những người gặp nạn, hơn 40 người dân trong thôn được sơ tán. Từ nửa đêm tới 6 giờ sáng nay, thị trấn Đại Hà của huyện Hoàng Mai hứng chịu lượng mưa lên tới 353mm, lượng mưa chút xuống toàn Hoàng Mai lên tới 200mm. Mưa lớn khiến gần 500 học sinh trong huyện không thể tới trường thi tại học, nơi ngập sâu tới 1,6m. Chính quyền phải điều máy xúc tới đưa các em đi thi. Từ đầu mùa mưa tới nay, huyện Hoàng Mai xảy ra 4 đợt mưa lớn, lượng nước lên đến 623,5mm, gấp 2,5 lần lượng mưa trung bình hàng năm. Chính quyền huyện nâng cao cảnh báo cấp nạn từ cấp 4 lên cấp 3. Từ đầu tháng tới nay, lượng mưa chút xuống Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và Trùng Khánh đạt mức cao nhất từ năm 1961, với lượng mưa một số nơi cao gấp 2 đến 3 lần trung bình năm. Mưa lớn phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế 5,9 tỷ USD, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc sông Trường Giang. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.